Hello anh em, đã quay lại kênh của Thịnh Biker. Thì chiếc xe này vừa mới làm máy xong này, vừa làm máy này, thay sơn cam, canxi, tiền. Thì nói chung là rất là ok rồi, máy tiếng máy nổ rất là êm luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Đây, đây này. Rồi, bấm nút đờ này. Đây. Đó. Nếu mà cái xe anh em làm máy bấm một phát là đờ ngay liền, nói chung là đờ sẽ ok liền. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống nghe tiếng máy nha. Đó, thì anh em nghe đi. Nói chung là cái tiếng máy này hôm bữa trước đó, nó kêu rất là dữ luôn. Thì mình có rớt đầu lòng ra thay bạc này, canh là sim tiền và thay luôn cái sơn cam bên kia. Thì tiếng máy nó bây giờ nó rất là êm. Thì hiện tại á, mình đã rô đai, nói chung mưa gió mình chạy hàng ngày, mình đi lấy đồ lấy phụ tùng linh kiện rồi về mình làm xe á, thì mình đang chạy rô đai hàng ngày đó. Thì mình thấy máy có mình có sấy số bắp lại á, thì cái khiến cái tỷ số nén nó có cải thiện hơn, rồi thay bộ bạc mới nó kín hơi hơn thì cái tỷ số nén nó cũng sẽ cải thiện hơn. Rồi mình sẽ làm lại bộ nồi đó, đi khá là ok luôn, máy cực kỳ êm luôn đó. Mình sẽ dí sát cho anh em nghe nha, dí sát cho anh em nghe đó. Đó anh em nghe không, máy cực kỳ êm luôn. Đây là mình đã rô đai được một ngày, hơn một ngày rồi. Rồi giờ mình sẽ tắt máy nha. Rồi rồi ok, xin chào anh em. Thì thì anh em vừa mình vừa cho anh em nghe cái xe, nếu mình canh winner, nói chung là cái máy nó rất là khó chịu, nó cái tiếng máy nó rất là khó chịu đó. Nếu anh em mà canh đúng bệnh nó này, rồi làm đúng bài, canh đúng theo cái đúng thì, nói chung là thay sơn cam, canh sim tiền đúng chuẩn, là đạt được cái khe hở tối thiểu, đạt được khe hở tối thiểu nhất là vẫn giữ được cái ganti, nổ máy không bao giờ tắt máy đó. Rồi và cái thứ hai là máy nó êm là nhờ cái sim đồng tiền, nó đỡ kêu hơn. Nếu anh em mà canh rộng quá thì nó sẽ kêu lớn, mà canh khít quá, kiểu khi đội anh em đội cái swap á, anh em không biết á, thì nó sẽ mất hơi, thì gan tinh rất là khó. Khi máy nóng lên thì đều ok, nhưng máy nguội đều không được đó. Thì mình nói chung là mình sẽ chẩn đoán bệnh đúng nhất để mình tập trung mình fix vào những chỗ mà xe anh em hư hỏng, hoặc là mình tiết kiệm nhất cái khu vực nào mình thay thế. Hoặc là ví dụ như là sơn cam, ví dụ như nhiều anh em chạy rất là ok, 30-40 ngàn vẫn không bị trùng, nhưng mà nó kêu lý do gì đó. Một phần là anh em đi nhớt không tốt này đó, phần thứ hai là anh em sử dụng tiền nó bị lúng quá này đó. Nhiều khi sơn cam vẫn xài được, hoặc là sơn cam nó vẫn xài được nhưng anh em chỉ cần thay cái tinh cam khác của đất leo, thì tinh cam đất leo thì nó sẽ căng hơn cái sợi sơn cam, đỡ bị trùng hơn, thì cái tiếng nó sẽ êm hơn đó. Chưa cần nhiều xe mãi mãi đến lên đến là 40-50 ngàn km mình mới thay sơn cam. Nên có nhiều bạn là cứ mua sơn cam giờ thay, nhưng thật ra là mình thấy những cái nào cần thiết mới thay, còn không thì chưa cần thay. Chỉ cần canh là xem tiền và canh lại thì nhiều khi nó bị lọt mấy anh em thợ khác á, chứ ở đâu mình nói chung là mình không có nói là do anh em thợ, nhiều khi là vô tình hay gì đó canh bị sai một mắt thôi, nó cũng kêu rất là lớn. Nhưng anh em cũng nghĩ là kêu sơn cam, thật ra là sai một mắt nó vẫn kêu nha. Thì hôm bữa nay thì tiệm mình gặp rất là nhiều cái trường hợp là sai thời luôn. Nói chung là sai thời rất là nhiều, riêng Winner là sai rất là nhiều. Nếu anh em nào mà mua trúng cái xe cũ này, xe mà canh xin đồng tiền, mà canh 2-3 cái đồng tiền, người ta đem người ta mài, anh em lấy cái đồng tiền người ta mài đi, rồi người ta chêm vào đó là một cái miếng sắt đó, thì không thể nào mà ok được. Nói chung là không cách nào mà êm được nếu canh theo kiểu đấy. Mình chỉ có cách là đúng cái có thước lá, mình đo bằng thước lá và mình đo bằng cái thước, rồi mình đưa ra cái đồng tiền chính xác nhất và phù hợp nhất cho một cái số bắp, thì đảm bảo máy nó mới êm được, mới ok được. Còn anh em mà lấy cái đồng tiền đó anh em đem đi mài rồi nhét vào, thật sự sẽ không xài được nha, nó kêu rất là kinh khủng, nói chung là không xài được, không phải là kêu nữa đó. Rồi cái thứ hai là anh em thợ là hay canh là cái cam Winner là cái canh theo cái thánh theo cái thành máy á, thì là sai luôn nha. Anh em canh theo kiểu đó, thành ấy là canh mà xa canh thì đó, xong anh em canh ở trên làm đúng 15 mắc. Anh em thường không hay, nhiều nhiều anh em mà chưa va chạm với Winner á, là canh nó không đúng cái số mắc á,
thì nó cũng là sai thời. Mình cái hai cái dấu gạch ngang là là song song với thành máy, và phải đạt được là hai cây cam, hai cây cốt cam khoảng cách hai dấu chấm phải được là 16 mắt đó, đúng mới dạy như vậy mới đúng nha. Rồi thì nói chung thì Winner thật sự nó cũng không có gì là phức tạp, không có gì ghê gớm cả, tại chẳng qua là nhiều anh em thợ là chưa qua chạm qua thì cảm thấy nó hơi hơi lấn cấn chút thôi. Nếu anh em chuyên Winner như thì mình thì đầy đủ cái thước lá này, rồi thước kiểm tra trên đồng tiền này, rồi sân cam này đó, thì mình biết được lựa chọn những cái sân cam nào mà nó tốt, giá rẻ, phù hợp với túi tiền cho anh em, nhưng mà chất lượng nó phải cực kỳ tốt đó. Rồi cái thứ hai là cái bộ siêu đồng tiền rất là quan trọng, đó là anh em phải sắm một cái bộ siêu đồng tiền, tuy rất là mắc tiền nhưng mà đỡ làm Winner là phải có cái đó, chứ không thể nào mình mài vô được đâu. Rồi nhắc tới cái chuyện mà cái lọc nhớt thì hôm nay thì mình làm, nói chung là lọc nhớt làm nhiều lắm luôn anh em, nhưng mà tại vì sao mình lại quay những cái mà nó bị dơ. Có nhiều bạn chắc là nghĩ là thợ bỏ vô, thật sự không có rảnh anh em, hiểu không? Một ngày mình lo mà làm xe khách, rồi làm xe đổ nhớt, thay nhớt, làm xe cho khách, nói chung là dạng quản lai thì rất là nhiều, không có thời gian mà đi làm tới chuyện đó. Thứ hai là mình làm xe là chủ xe luôn luôn ngồi bên cạnh mình bỏ qua đường nào. Có một chiếc xe hôm bữa là không bơm nhớt được luôn, không bơm nhớt được luôn, mà mình canh xiêm tiền mình mãi, canh xiêm tiền cho mình nổ máy yên tây á, mình thấy nhớt không phúng lên được, không phúng lên được, nhớt không lên được. Đúng ra Winner là chỉ cần nổ yên tây thôi là nó bay lên cao hơn cái đầu cũng phải là tầm 5 cm á đó, còn anh em kéo ra một cái là nó hút lên lên cao luôn. Như thế mới gọi là bơm nhớt của Winner. Còn mà bơm mà dạng dân lèo tèo quầy hột quá là dạng bơm nhớt yếu, thì cái đó mình sẽ kiểm tra lại phần lọc và cái phần bơm nước, bơm nhớt đó. Thì mình sẽ kiểm tra từng bước một, nhớt không bơm đầu thì mình sẽ tập trung xuống kiểm tra cái bơm nhớt và cái lọc nhớt đó, hai cái đó. Nếu hai cái đó ok, một trong hai thôi, không có đường nào cả, mới đầu mình kiểm tra cái lọc và cái bơm nhớt trước, ok, ủa, rất đẹp, không bị mẻ răng, không bị vỡ, không bị hư. Rồi mình rút ra cái lọc nhớt ra thì quá nhiên là đúng là loại đó rồi, nó nghẹt không còn cái đường nào mà đỡ nhớt lên luôn anh em. Thậm chí anh em mà những anh em mà đi tầm 20.000 biết cách chạy xe, hoặc là chưa bao giờ mà làm máy làm đồ làm ở những chỗ khác á, người ta sẽ làm rất là dơ tay chân đồ á, rồi nhớt dơ, anh em đi thời gian nhớt dơ rồi không chịu xả, không chịu thay, không đi nhớt xịn à, thì cặn bã nó nhiều lắm, nó làm cho cái xe anh em rất là khủng khiếp, rất là dơ đó, thì nó sẽ nghẹt từ từ rồi nó bơm nhớt yếu từ từ đó đó, xong rồi bắt đầu nó bào cái đầu ra, xong bào cổ cam ra, xong từ đó nó sẽ tạo ra những cái ba vớ, những mặt sắt, nó sẽ từ từ nó sẽ lấp đầy luôn luôn cái lọc luôn. Đó là cái mà mình muốn nói với anh em á, là những xe anh em mà đi mua cũ lại hoặc đã qua, mình không chắc là mua cũ lại, không chắc là người trước người ta vào trên này chưa, thì ok, mình nên mang đến tiệm kiểm tra vệ sinh lại đó, thì không mất bao nhiêu phí cả, không mất bao nhiêu tiền cả, nhưng mà anh em đỡ như vậy đi thì thời gian dài nó sẽ hư hao và cái tiền đó nó mắc hơn gấp 10 lần 20 lần so với cái tiền mà mình đi vệ sinh này kia đó, anh em lưu ý những điều đó. Rồi thì chắc có nhiều bạn sẽ nghĩ tiệm mình quay cái clip mà sao toàn là cái xe dơ không à, thì anh em hiểu ở đây không, là cái xe sạch hoặc là cái xe mà nó quá bình thường thì có gì để quay, có gì để coi, anh em coi có gì để coi, đúng không? Thì có cái gì đó lạ hoặc là cái gì đó nó ghê gớm mình quay cho anh em xem, để anh em là biết nó sẽ bị như thế nào và biết cách chăm sóc bảo dưỡng và thay nhớt thường xuyên, và đừng có rè con quá nhiều, nó sẽ ra cái mạc ba vớ rồi nhớt dơ lâu ngày đó. Đó anh em biết được và anh em khắc phục, chứ không phải là mình đem lên đây là mình rảnh đâu, mình lấy cái đồ đất cát mà nhét vô xong mình rút ra cho anh em xem, không có, không phải như vậy nha, anh em đừng có hiểu như vậy. Rồi thì có chủ xe bên cạnh mà có sao thì anh em cứ làm xe mình, đã cái xe nào dơ thì mình hay quay lại, chủ xe thường hay ngồi bên cạnh luôn, không có đi đâu kia xa cả, không phải là xe quanh đây đó. Rồi thì nói tới nó luôn nó nhiều thì cũng không bao giờ hết được. Thì anh em nào có nhu cầu làm
đầu đó fit lại êm, rồi rồi nồi bóc hơn thì ok cứ ghé tìm mình. Thì một phần nữa là cái số điện thoại địa chỉ mình đỡ trên cái video á, mà sao nhiều anh em lại cứ hỏi là mình ở đâu, thì cái số điện thoại rồi cái địa chỉ nằm trên màn hình luôn đó, anh em cứ xem trên cái màn hình đó là sẽ thấy địa chỉ số điện thoại mình, rồi cứ kết bạn Zalo, rồi có vấn đề gì cứ gửi cho mình xem. Có vấn đề máy kêu hay cái vấn đề đó cứ hỏi mình sẽ rảnh thì mình sẽ trả lời hết cho anh em. Rồi thì chỉ vậy thôi, thì lâu quá rồi mình không có xuất hiện cái mặt của mình lên cho anh em nói chuyện với anh em, thì cảm ơn anh em gần xa thời gian qua đã tin tưởng và ghé tiệm mình ủng hộ mình tay nhớt và làm xe. Thì mình cũng nhắc tới đây là những anh em nào làm xe cảm thấy chưa ok, ở chỗ khác đó, chưa ok thì cứ ghé tiệm mình kiểm tra lại và mình sẽ fix lại cho anh em đó. Thì nói chung thì mình cũng làm giá sinh viên thôi, thì anh em cứ cho các bạn Zalo rồi mình sẽ báo giá cho anh em, chứ mình không có báo giá công khai trên đây. Thì nói chung làm nồi làm đầu làm nồi thì chưa tới 900.000, chưa tới 1.000.000 luôn anh em đó. Thì thay bố CR, còn anh em muốn đi bố hãng thì cực kỳ chất lượng, mình thực sự rất là thích bố hãng, là xác hãng là bố hãng đó, thì giá nó cao hơn nhỉnh hơn chút, tại vì cái giá hãng thì anh em biết là nó cao rồi. Rồi thay sân cam canxi đồng tiền, nói chung là làm hết, mình không có những chỗ khác người ta chê làm mấy cái đó nó cực nhưng mà không được bao nhiêu tiền đó, thì ok thì mình làm những cái lạch vạch nhỏ nhất vẫn làm ok ha. Từ thay nhớt tăng sơn này cũng làm luôn, mà ví dụ như anh em đến thay nhớt thì mình sẽ tăng sơn miễn phí cho anh em luôn, thật sự luôn. Chứ thực ra là có nhiều chỗ người ta muốn ăn thịt không à, người ta không muốn gặm xương anh em, thì bây giờ mình thì mình ăn thì có thịt có nạc có mỡ có xương, mình không có ngại, cái nào mà gian khổ ít tiền này kia. Nói chung là mình làm thì mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ, thì anh em tin tưởng thì ok cứ mang xe đến cho mình làm thôi. Thì đó, rồi thì video đã dài, thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em một video khác, bye bye anh em.